Hello hello, xin chào anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng anh em cách để rút CKB trên cái trang IokaSwap, và nó đã được tích hợp trên cái ví Sapan. Rồi, trước hết anh em hãy vào trình duyệt này. Trình duyệt DApp, chọn IokaSwap. Anh em chọn đến cái biểu tượng ví, chọn vào cái ví. Rồi, thì cái bước thứ nhất, anh em phải có 65 CKB ở cái địa chỉ ví L1 Wallet Address này. Ok chưa? Đây là cái điều kiện bắt buộc. 65 CKB này là nó chạy trên cái network Nevert, thì quý vị có thể chuyển CKB qua cái mạng lưới Nevert về cái địa chỉ ví này. Đó, như ở đây quý vị sẽ thấy ở đây tôi đã có 65 CKB rồi. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt đi này. Sau khi có 65 CKB, quý vị hãy vào cái Bridge này. Quý vị chọn đến cái phần Withdraw. Chọn tiếp vào yêu cầu rút tiền. Đó. Rồi, quý vị sẽ thấy cái biểu tượng, cái số dư CKB nó hiện ở trên này. Tại vì cái website này nó load rất trên là lâu, rất chậm. Và quý vị sẽ nhập cái số lượng vào đây. Đó, ví dụ tôi nhập cái số lượng 10.000 CKB vào đây này. Rồi, và tôi chọn vào yêu cầu rút tiền ở dưới, nó sẽ có cái màu đỏ. Ok chưa? Tại vì ở đây số dư của tôi đã rút ra rồi. Đó, quý vị sẽ thấy nó hiện cái màu đỏ lên đây. Rồi, khi quý vị thực hiện xong thì nó ở bên dưới này, nó sẽ có cái thời gian đồng hồ đếm ngược 3 ngày. Đó, tức là sau yêu cầu rút tiền 3 ngày thì họ mới cho quý vị rút. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ back trở lại này. Đó, thì đây, sau 3 ngày. Sau 3 ngày nhé, nó sẽ hiện cái dòng này lên này. Ok chưa? Và quý vị chọn vào withdraw này. Ở đây quý vị hãy nhập cái địa chỉ CKB mà nó chạy trên cái mạng lưới là Nevert. Quý vị có thể nhập địa chỉ từ sàn hoặc là từ ví đều có thể được. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái địa chỉ và tôi nhập nó vào đây. Rồi, sau khi sắp sao chép cái địa chỉ CKB Levert thì tôi sẽ dán nó vào đây. Đó. Và quý vị lưu ý cái địa chỉ CKB Levert nó bắt đầu bằng cái CKB. Đó. Quý vị có thể lấy địa chỉ từ sàn hoặc là từ ví Sapan đều có thể được. Đó, rồi tôi sẽ chọn vào withdraw để rút về này. Ok này, xác nhận này.
Rồi, nó báo lỗi thì quý vị phải rút lại, thao tác lại. Bởi vì cái mạng lưới cũng như là cái website này nó rất chi là chập chờn. Rồi, nó thông báo là quý vị chờ 60 giây thế này. Và quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch trên cái trang Scam. Rồi, bây giờ tôi sẽ đóng cái này vào và chờ. Chờ khoảng 60 giây thì nó sẽ về sàn. Bởi vì tôi rút về sàn. Rồi, vậy thì còn cái 65CKB là ở cái địa chỉ ví N1 Wallet đây này. Đó. Thì quý vị cũng rút về. Rút hết về này. Tôi cũng chọn vào withdraw này. Chọn vào chuyển khoản. Chuyển khoản. Đó thì nó sẽ hiện cái số dư 65CKB ở đây này. Để rút tất thì quý vị chọn vào on này. On. Rồi. Quý vị cũng dán cái địa chỉ CKB Nevert mà nó bắt đầu bằng CKB đây này. Rồi chọn chuyển khoản để rút nó về, chọn ok này. Xác nhận này. Rồi nó báo lỗi này, tắt đi và quý vị thao tác lại. Rồi cái mạng lưới này cũng như là cái trang web này nó rất chi là chập chờn. Có thể quý vị sẽ phải xác nhận lại nhiều lần. Ok chưa? Đó, thì cái 10.000 hơn 10.000 CKB đây này. Ở cái bước trước tôi rút về nó đã báo thành công rồi này. Đó thì quý vị có thể kiểm tra trên cái sàn hoặc ví mà quý vị chuyển nó về. Ok. Nó báo cái này quý vị nhập sai này. Tôi sẽ thao tác lại. Đó. Rút nó về này. Ok này. Xác nhận này. Rồi, quý vị cũng có thể chờ khoảng độ 60 giây. Thì cái 64 CKB này nó sẽ về ví của quý vị.